Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cùng nhau làm một món ăn rất chi là dân dã, đó là món bánh bò. Nguyên liệu thì đơn giản thôi, mình chỉ cần có 3 loại bột, nước dừa và đường. Nhưng đã bao giờ mọi người tự hỏi là tại sao cái bánh này nó lại có tên là bánh bò? Xem xong video này thì mọi người sẽ biết. Ok, bây giờ mình bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì mình dùng cái son nhỏ và đổ vô son khoảng 300g đường. Nếu mà mình không có cân thì mình dùng cái chén ăn cơm đông cũng được, thì mình đông 1,5 chén. Sau đó mình cho vô một lon nước dừa 400ml và bật lửa vừa vừa, thì mình vừa đun vừa quậy cho nó tan đường. Chỉ cần đường và nước dừa nó tan hết là được, mình không cần phải nấu cho nó sôi đâu. Xong rồi mình để qua một bên cho nó nguội. Sau đó thì mình sẽ đi nhồi bột. Thì mình dùng một cái thau và đổ vô khoảng nửa ký, tức là 500g bột, 500g bột gạo và 100g bột năng, tức là khoảng 1 chén ăn cơm. Rồi mình cho vô một gói bột nổi màu nâu 7g. Thì có hai loại bột nổi, là một loại màu trắng thì dùng để làm bánh bông lan, và một loại màu nâu như thế này đây thì là dùng để làm bánh mì. Thì mình muốn làm bánh bò thì mình phải dùng cái loại bột nổi màu nâu này. Xong rồi mình đổ vô khoảng 450ml nước ấm, tức là khoảng 2 chén nước. Và mình nhồi cho đến khi mô mà nó nhuyễn mà không có dính tay là được. Và mình càng nhồi nhuyễn chừng nào thì bánh của mình sau này nó càng xốp như rễ tre thì càng ngon. Hỗn hợp nước dừa với đường nãy giờ chắc nguội rồi ha. Bây giờ mình đổ vô trong cái thau bột mình đã nhồi này nè. Xong rồi mình bóp cho nó tan ra. Sau đó mình để vô chỗ ấm gần bếp khoảng 1,5 tiếng, thì mình thấy là bột nổi nó sẽ làm cho hỗn hợp bột của mình nó sủi bọt tâm lên như ri. Đây, trông giống như là bột bia đó, thì ok. Bây giờ mình đi hấp, thì đây là cái sân hấp bình thường. Nếu mà mình bỏ vô nồi nhỏ thì mình hấp một lần chỉ được 4 cái thôi. Nhưng mà bây giờ mình lấy ra, mình ấp lại và bỏ vô cái nồi to hơn, thì mình hấp một lần được 7 cái, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Xong rồi, mình đổ nước sôi vô, mình nấu cho thiệt sôi lên. Và mình tráng qua mấy cái khuôn của mình một lớp dầu. Thì khuôn của mình đây là mình dùng mấy cái chén bánh bèo nhỏ. Thì chén đi mình mua ở Việt Nam đêm qua, thì vừa làm được bánh bèo vừa làm được bánh bò luôn. Thì mình bỏ vô sẵn và đậy nắp lại cho nó nóng khuôn, để tầm vài phút. Rồi mình đổ hỗn hợp bột vô trong cái ca như đây đây cho dễ rót. Rồi mình rót từ từ vô trong mấy cái chén, rót lưng lưng thôi, tại vì tí nữa bánh chín thì nó sẽ phồng lên. Thì mình để khoảng 10 đến 15 phút hấp, đậy nắp lại nha. Xong rồi mình khi mà 15 phút sau mình thấy lấy cái tâm mình xăm vô, và mình thấy bột nó không dính vào cái tâm nữa, tức là bánh chín rồi. Bánh bò ở Đà Nẵng thì họ hay chấm một cái chấm vô giữa, chẳng biết để làm chi, nhưng mà mình muốn cho nó giống, cho nên là mình bắt chước dùng tí màu thực phẩm mình chấm lên đây. Hai tay mừng xia bánh bò, sông trà, sông bền trên đỉnh ngay ngay, tôi chờ sợ tay tay đèn trò trò.
Xong rồi mình dùng một cái cán muỗng và mình đi một vòng quanh viền của cái khuôn và mình lấy bánh ra. Xong rồi, nhìn được không? Kiểu nghĩ bữa về Việt Nam mà thất nghiệp thì làm bánh bò, đẩy xe bán cạnh tranh với ông bán bánh bò được nhỉ? Bây giờ mọi người đã biết vì sao nó gọi là bánh bò chưa? Đáp án là khi mình bẻ nó ra thì mình thấy trong ruột của nó sốt sốt và có nhiều rễ tre giống như là trong gan của con bò đó, cho nên gọi nó là bánh bò.